Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 61. Ngọn đèn dầu tỏa ra ánh lửa xanh u ám như mắt của dã thú trong đêm đen. Người ta thường nói dầu cạn đèn tắt, nhưng ngọn đèn này dường như có nguồn dầu vô tận vậy. Nhưng Hướng Vãn Tình thì đã thực sự đến lúc dầu cạn đèn tắt rồi. Cô ấy vốn tưởng pháp lực của mình có thể chống cự thêm vài ngày nữa, nhưng cô ấy đã đánh giá thấp nơi này. Sức mạnh của ngọn đèn này rất ổn định, không có dấu hiệu cạn kiệt. Trong khi đó, sức mạnh ẩn chứa trong tượng tà thần chín đầu trên đỉnh đầu cô ấy thì ngày càng tăng lên, như thể tà thần đang ngủ say đang được đánh thức. Ánh sáng của kiếm thất tinh dần yếu đi. Hướng Vãn Tình cuối cùng cũng bắt đầu hơi tuyệt vọng. Cùng lắm chỉ có thể chống đỡ đến khi trời sáng, cô ấy phải nghĩ ra cách trước khi trời sáng thôi, nếu không pháp lực không còn, trận pháp kiếm thất tinh sẽ mất hiệu lực thì cô ấy sẽ nhanh chóng bị đám thi thể và âm linh xung quanh nuốt chừng. Bên ngoài thần điện, Long Bà Ba Dục lưng còng bước trên những mảnh vỡ đổ nát, đi trong ánh trăng. Ông đi đến trước bức tượng Phật đã bị phong hóa, đang chìm trong cỏ dại. Mặc dù bức tượng Phật chỉ lộ ra một nửa người nhưng vẫn cao hơn Long Bà Ba Dục thấp bé một cái đầu. Long Bà Ba Dục ngẩng đầu nhìn đầu Phật, khuôn mặt ông đen đúa, gầy gò và đầy nếp nhăn, dưới ánh trăng trông như phủ đầy nhựa đường vậy. Qua đêm nay chắc là xong rồi, Long Bà Ba Dục tự lẩm bẩm. Sương sớm chảy xuống từ khuôn mặt tượng Phật, trông cực kỳ giống như nước mắt. Long Bà Ba Dục nhẹ nhàng lau khuôn mặt Phật, khuôn mặt đen đúa của ông cũng lộ vẻ từ bi như Phật. Phía đông Ửng Hồng, mặt trời đỏ ló dạng trên đường chân trời bờ đông sông Mê Công, tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua đỉnh đầu tượng Phật nhưng không chiếu đến Long Bà Ba Dục thấp bé. Những nếp nhăn trên khuôn mặt Long Bà Ba Dục nhăn nhúm lại như thể đang khó chịu vì điều này. Ông đột ngột quay người lại nhìn về phía thần điện. Thần điện cổ kính đổ nát dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm trông giống như một chiếc quan tài nằm trên vách đá, bên dưới vách đá là dòng sông Mê Công cuồn cuộn. Trong đại điện tối tăm bừng sáng những luồng ánh sáng bảy màu, chiếu ra từ những khe hở trên bức tường đổ nát. Long Bà Ba Dục thoát một cái đã đến trước cửa điện. Giữa đại điện, ngọn lửa trên đèn dầu như hạt đậu có bảy thanh kiếm tỏa sáng rực rỡ, Hướng Vãn Tình bị bao bọc trong luồng ánh sáng bảy màu. A ha, đúng là khiến tôi kinh ngạc. Thân hình còng queo của Long Bà Ba Dục đứng ở cửa, ánh sáng ban mai bên ngoài chiếu vào kéo dài bóng đen của ông. Nhưng mà đừng phí công nữa. Vô dụng thôi, vô dụng thôi. Ông giơ tay lên, khẽ chỉ một cái, ngọn lửa đèn dầu dưới chân Hướng Vãn Tình nhấp nháy như thể bị ai đó thổi một hơi, ngọn lửa đột nhiên bùng sáng. Hướng Vãn Tình đang kết ấn bằng cả hai tay, điều khiển trận pháp kiếm thất tinh. Cô ấy đã tích tụ sức mạnh cả đêm, dùng vẻ ngoài yếu ớt để đánh lừa kẻ thù, giữ lại càng nhiều sức mạnh càng tốt, định nhân lúc bình minh để liều mạng tấn công, phá vỡ phong tỏa. Mấy ngày nay, cô ấy đã quan sát ra một quy luật, mỗi khi tia nắng đầu tiên của bình minh xuất hiện thì ngọn đèn dầu sẽ tối sầm lại, sức mạnh cũng sẽ giảm đi. Có điều thời gian này rất ngắn, chỉ một lát sau sẽ trở lại bình thường. Đây là cơ hội duy nhất của cô ấy, cũng là cơ hội cuối cùng. Nếu thất bại, cô ấy sẽ không còn sức để chống cự nữa, chỉ có thể mặc cho tên yêu tăng xấu xí này muốn làm gì thì làm. Trận pháp thất tinh biến đổi, kiếm quang đan sen trông có vẻ sắp có hiệu quả rồi. Nhưng vì đã tiêu hao quá nhiều trong nhiều ngày như vậy, cho nên mặc dù đã tích tụ sức mạnh cả đêm, chuẩn bị cho đòn tấn công cuối cùng, nhưng hiệu quả vẫn kém một chút, không thể phá vỡ phong tỏa ngay trong một đòn, ngược lại còn khiến Long Bà Ba Dục nhận ra. Ánh đèn mờ tối chỉ có trong khoảnh khắc bình minh này, giờ đã bị Long Bà Ba Dục chỉ một ngón tay thôi đã phá vỡ tan. Hướng Vãn Tình biết khoảnh khắc hy vọng của mình cuối cùng đã tan thành mây khói rồi. Long Bà Ba Dục phát ra một tràng cười kỳ lạ, đừng tức giận, mặc dù thất bại của cô là điều đã định sẵn nhưng không có nghĩa là cô không mạnh. Nếu cô biết tên của ngọn đèn này, chắc chắn cô sẽ không tức giận nữa. Nó tên là đèn Trúc Long Cửu Âm. Đèn Trúc Long Cửu Âm. Hướng Vãn Tình vô cùng kinh ngạc. Đây là ngọn đèn thần trong truyền thuyết, được ghi chép trong danh sách tiên khí của Thiên Đô, là mắt của Trúc Long thần Long thời Thái Cổ biến thành, lửa của nó cháy mãi, nước không thể diệt, đất cũng không thể dập, mặt trời chín tầng trời không thể che lấp ánh sáng của nó, mặt trăng chín tầng địa ngục không thể che lấp độ sáng của nó. Còn mắt của Trúc Long có thể đoạt hồn, bảo sao Hướng Vãn Tình cảm thấy nơi nào bị ánh đèn chiếu vào không gian nơi đó sẽ đông cứng, hồn phách đều bị khựng lại.
Nếu thực sự là đèn trúc long cửu âm thì Hướng Vãn Tình phải cảm thấy may mắn rồi, may mà đạo hạnh long bà ba dục không cao, lại tu luyện tà pháp, nếu không chỉ bằng ngọn đèn này thôi cũng đủ đoạt hồn phách của Hướng Vãn Tình, hoặc luyện hóa cô ấy trong ngọn lửa đèn rồi. Vì vậy cô không cần phải nản lòng đâu, dưới sự chiếu sáng của ngọn đèn thần này, cô có thể kiên trì lâu như vậy thì thực lực của cô đã vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi, con đường lên trời đó rốt cuộc là nơi như thế nào, đúng là khiến người ta phải mơ ước. Long bà ba dục nhìn cô ấy, lộ ra vẻ bi thương như thể đang thương tiếc cho cái chết của cô ấy vậy. Đáng tiếc, một người phụ nữ xinh đẹp như cô tu luyện đến cảnh giới như vậy, hẳn là không dễ dàng gì nhỉ. Nhưng không sao, cô sẽ có thể trở thành người hầu của Na già, đó cũng là vinh quang vô thượng. Long bà ba dục cười lớn, tiếng cười như Phật như ma, vang vọng khắp bờ sông Mê Công. Đột nhiên, trên mặt ông lộ ra một tia kinh ngạc, tiếng cười đột ngột dừng lại. Long bà ba dục quay người lại, đứng ở cửa thần điện nhìn về phía tây. Trên bầu trời xuất hiện một luồng sáng đen, đen kịt như thể màn đêm vẫn chưa tan hết để lại một khe hở trong ánh sáng ban mai. Sát khí nương theo đó tràn ngập khắp nơi. Cả hai tay Long bà ba dục kết ấn trước ngực, ông lẩm bẩm niệm hai câu thần chú. Toàn bộ không gian phía trên ngôi đền đổ nát ngưng tụ thành một lớp sương mù xám nhạt. Kiếm khí gào thét lao tới, xông vào sương mù. Chém sương mù thành một khe hở nhỏ làm phát ra một tiếng động kỳ lạ, chấn động lòng người. Không ai để ý thấy, trên thân tượng Phật loang lổ giữa những bức tường đổ nát và cỏ dại xuất hiện một vết kiếm nhạt màu. Sương mù theo đó khép lại. Trên sương mù, Lý Dục Thần cầm kiếm đứng đó, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn ngôi đền đổ nát dưới chân. Khặc khặc khặc, Long bà ba dục nhìn anh cười nói, lại thêm một người nữa. Tốt lắm, tốt lắm. Lý Dục Thần giơ kiếm huyền minh lên rồi lại chém một nhát. Rõ ràng là sương mù nhưng trong tai lại truyền đến một tiếng keng như thể chém vào đá. Sương mù lại nứt ra một khe hở nhưng không hoàn toàn tách ra, rất nhanh đã khép lại. Trên thân tượng Phật trong cỏ dại lại xuất hiện một vết kiếm. Lý Dục Thần đã phát hiện ra điều bất thường, lớp sương mù bảo vệ này trông giống như một trận pháp nhưng không phải là trận pháp bình thường. Trong đó ẩn chứa Phật pháp vô thượng, rất rõ ràng là có liên quan đến ngôi cổ miếu này, không phải do tên yêu tăng trước mắt sở hữu. Qua lớp sương mù, anh nhìn thấy luồng sáng bảy màu xuyên qua ngôi đền đổ nát. Đó là thanh kiếm thất tinh của sư tỷ Hướng Vãn Tình. Lý Dục Thần mừng rỡ, gọi, sư tỷ có ở trong đó không? Dục Thần, là đệ sao? Trong giọng nói của Hướng Vãn Tình lộ rõ sự ngạc nhiên. Tỷ ở trong này, bị đèn trúc long cửu âm nhốt lại rồi. Đèn trúc long cửu âm. Lý Dục Thần rất kinh ngạc, tên yêu tăng này còn có pháp bảo như vậy sao? Được, sư tỷ, đệ sẽ cứu tỷ ngay đây. Dục Thần, đệ đừng vào, bên trong này rất quỷ dị, đệ phá ngôi miếu này từ bên ngoài là tỷ sẽ thoát ra được. Biết rồi. Lý Dục Thần nói xong thì nghiêng kiếm huyền minh lên. Toàn bộ pháp lực đều rót vào thân kiếm. Long bà ba dục nghe thấy cuộc đối thoại giữa Lý Dục Thần và Hướng Vãn Tình, nhìn động tác của Lý Dục Thần mà ông cũng không ngăn cản, chỉ cúi lưng giống như một ông già đáng thương. Trên người cậu có sức mạnh to lớn, tôi cảm nhận được, rất tốt. Rất tốt, nâng kiếm của cậu lên đi, lại đây, cậu sẽ cảm nhận được ánh mắt của thần. Trước mặt Na già, mọi sức mạnh đều như kiến hôi cả. Cậu sẽ bị khuất phục thôi. Lý Dục Thần không quan tâm ông nói gì, chỉ toàn tâm toàn ý tập trung. Kiếm huyền minh lại ra tay, kiếm khí như cầu vồng chém vào lớp sương mù. Lần này, anh không dừng lại, kiếm khí nối tiếp nhau, kiếm này chưa tan, kiếm khác lại nổi lên. Kiếm khí ngang dọc tạo thành lưới cắt lớp sương mù ra từng mảnh. Trên thân tượng Phật, từng vết kiếm xuất hiện liên tiếp, thân Phật vốn đã loang lổ lại càng trở nên tồi tệ hơn. Đá vụn rơi xuống vào đám cỏ. Long bà ba dục dường như cũng kinh ngạc trước sức mạnh của kiếm khí huyền minh, ông liên tục thay đổi thủ ấn, một tấm bùa Phật trước ngực bay ra, lớp sương mù vỡ vụn lập tức bị bùa Phật hút vào. Ông ném bùa Phật lên không trung, hóa thành một vị Phật vàng rực đứng giữa không trung, từ trên trời giáng xuống chặn đứng Lý Dục Thần. Cùng lúc đó, từ ngôi đền phía sau Long bà ba dục, từng xác chết khô đét bước ra. Lý Dục Thần cau mày lại, tượng Phật trước mắt là kim thân, ánh sáng vàng rực rỡ,
trên người có uy áp vạn trượng, là Phật Pháp chính tông. Nhưng sáu chữ chân ngôn từ miệng Long Bà Ba dục niệm ra đó lại kỳ dị và cổ quái như vậy. Đặc biệt là từng xác chết khô đét chạy ra, trên người bọn chúng mang oán niệm rất nặng, dường như lúc còn sống đã phải chịu sự tra tấn phi nhân tính. Sát khí ngút trời này lại không bị uy lực của Phật trấn áp, ngược lại còn hòa vào với Phật quang, tạo thành một trận pháp kỳ lạ. Lý Dục Thần chưa từng thấy hiện tượng này, thậm chí cũng chưa từng nghe nói đến. Nói đến chuyện trên đời có ác tăng, điều này rất bình thường, giống như tiên gia cũng có người nhập ma vậy thôi. Nhưng Phật Pháp là chính Pháp, không tùy người mà thay đổi nên sẽ không vì yêu tăng mà biến thành yêu Pháp. Long Bà Ba Dục đưa tay ra, niệm một tiếng, úm. Khuôn mặt đen nhẻm đầy nếp nhăn của ông lập tức hiện ra vẻ thông thái như một nhà hiền triết. Động tác và biểu cảm của tượng Phật trên không đồng bộ với ông. Một tiếng úm vang lên trong đầu Lý Dục Thần, chấn động như sấm sét. Trong một mảng ánh sáng vàng chói mắt, một bàn tay Phật khổng lồ đẩy về phía anh một cách bình thường nhưng lại mang theo uy áp vô tận. Lý Dục Thần suýt nữa thì muốn chửi thề. Không ngờ người mà anh phải chiến đấu không phải Long Bà Ba Dục, mà là một vị Phật. May mà đã trải qua hai lần lôi kiếp rồi, nếu là bản thân anh một năm trước, chỉ một chưởng này thôi có lẽ đã tan thành mây khói rồi. Anh vội vàng lùi lại, đồng thời vung kiếm trong tay, một luồng kiếm khí bắn vào trong Phật quang. Ánh sáng vàng bỗng nhiên tan biến. Trên lòng bàn tay của tượng Phật nửa thân trong đám cỏ lại xuất hiện thêm một vết chưởng sâu. Lý Dục Thần vừa đánh lùi bàn tay Phật thì mấy chục xác chết khô đét không biết từ lúc nào đã đến sau lưng Lý Dục Thần, một luồng âm sát chi khí ập đến. Lúc này, anh đã không kịp phung kiếm. Trên người anh cuốn lên một đám mây đen, chính là lá cờ U Minh Quỷ đoạt được từ tay Quỷ Vương. Quỷ khí vừa khéo khắc chế được thi sát chi khí, những xác chết khô đét này như bị bỏng tay, lần lượt lùi lại. Cờ Quỷ Hắc Thủy, Long Bà Ba Dục nhìn đám mây đen quấn quanh người Lý Dục Thần thì có hơi kinh ngạc. Lý Dục Thần không nói nhảm với ông, phung kiếm huyền minh, chém nứt ngang thắt lưng hơn chục xác chết khô đét bên cạnh. Xì. Long Bà Ba Dục đau lòng hít một hơi, sau đó lại đưa tay ra, giơ lòng bàn tay lên rồi ấn xuống, miệng niệm, Mani. Khuôn mặt ông hiện ra vẻ bi thương như thể ông là Phật Đà trên cao đang an ủi chúng sinh dưới chân núi Linh Sơn vậy. Trong đầu Lý Dục Thần lại vang lên tiếng tụng Mani như sấm sét, như thể có vô số vị Phật cùng tụng niệm. Trên đỉnh đầu là một mảng ánh sáng vàng như mặt trời rơi xuống, trong ánh sáng vàng có một bàn tay lớn đè xuống. Một chưởng này so với một chưởng đẩy ngang vừa rồi thì thế tới nhanh hơn, uy áp mạnh hơn. Lý Dục Thần giơ kiếm trong tay đâm lên trên, mũi kiếm chống đỡ bàn tay Phật, cơ thể bị một sức mạnh to lớn đè xuống. Ầm một tiếng, hai chân anh lún sâu vào trong đất. Lý Dục Thần thở ra, sau đó mượn sức mạnh của mặt đất dưới chân, đẩy lên trên. Mũi kiếm đâm vào thịt lòng bàn tay Phật. Nếp nhăn trên mặt Long Bà Ba Dục vặn vẹo như thể đang đau đớn, ông thu tay lại. Ánh sáng vàng tan đi, bàn tay Phật biến mất khỏi đỉnh đầu Lý Dục Thần. Ở góc không xa trong đám cỏ, lòng bàn tay của bức tượng Phật đổ nát xuất hiện thêm một cái lỗ, ánh sáng mặt trời xuyên qua lỗ chiếu xuống mặt đất tối tăm bên cạnh Phật tạo thành một đốm sáng. Lý Dục Thần đứng thẳng người dậy rút hai chân ra khỏi đất. Long Bà Ba Dục lại ra tay. Bát Ni. Lần này, ông đặt một tay ngang như thể đang nâng đỡ thứ gì đó, tay kia tạo thành ngón tay hoa lan rồi vung về phía trước. Vẻ bi thương trên khuôn mặt ông biến thành từ bi. Lý Dục Thần nhìn thấy tôn giả Quan Âm xuất hiện trong ánh sáng vàng, tay nâng bình tĩnh, tay kia vẩy cành dương liễu rảy nước cam lộ. Cam lộ giả rích như mưa. Mỗi một giọt đều khiến người ta sảng khoái. Như này hình như không phải là tấn công, mà là giúp đối thủ khôi phục pháp lực. Nhưng Lý Dục Thần biết chiêu này quá lợi hại. Ông lấy thế tuyên pháp Quan Âm, lấy lòng từ bi của Phật Pháp khiến người ta hoàn toàn thả lỏng, từ bỏ sự chống cự. Trong tiếng tụng kinh, Lý Dục Thần thậm chí còn cầm không chắc thanh kiếm của mình, chứ đừng nói đến việc rút kiếm. Anh biết chiêu tiếp theo mới là sát chiêu thực sự, là một chiêu hủy diệt. Sáu chữ chân ngôn của Phật giáo chỉ còn lại một chữ cuối cùng. Hồng. Quả nhiên Long Bà Ba Dục đã niệm chữ này. Một đóa hoa sen trắng khổng lồ nở rộ trước mặt Lý Dục Thần. Những cánh hoa màu trắng không ngừng lan rộng từng cánh một,
còn không gian xung quanh thì bị nén lại từng chút một vào trong cánh hoa. Nếu Lý Dục Thần không phản kháng, anh sẽ bị ép vào trong cánh hoa sen rồi bị hủy diệt cùng với không gian. Đây là cảnh giới cao nhất của Phật Pháp. Lý Dục Thần không hiểu ở nơi hoang vu này, sao tên yêu tăng này có thể thi triển được Phật Pháp hoàn mỹ và chính tông như vậy. Ngay lúc này, một luồng ánh sáng xanh từ chân trời bay tới, đâm thẳng vào trong vạn trượng Phật quang. Hoa sen trắng ầm ầm tan biến. Một người đàn ông áo xanh tay cầm kiếm thanh vân, sau lưng đeo cung huyền cung sét đánh, đứng hiên ngang giữa không trung. Lý Dục Thần mừng rỡ nói, sư huynh Thập Tam, sao huynh lại tới đây? Đỗ Thanh Hồi nói, huynh lần theo dấu vết sư muội Vãn Tình để lại nên tới gần đây, thấy nơi này Phật quang sáng ngời, sát khí ngút trời nên tới xem, không ngờ lại là sư đệ. Sư tỷ đang ở bên trong, hình như bị đèn trúc long cửu âm nhốt lại rồi. Lý Dục Thần nói. Nghe đến tên đèn trúc long cửu âm, Đỗ Thanh Hồi cũng giật mình. Có phải sư huynh Đỗ không? Giọng nói vui mừng của Hướng Vãn Tình truyền tới. Sư muội Vãn Tình, là huynh đây, muội không sao chứ? Muội không sao, mọi người tới kịp quá, nếu chậm thêm nửa ngày nữa thì bọn huynh sẽ không gặp được muội nữa rồi. Đỗ Thanh Hồi nói với Lý Dục Thần, Dục Thần, nơi này giao cho huynh, đệ đi cứu sư tỷ của đệ đi. Lý Dục Thần gật đầu, sư huynh cẩn thận, vừa rồi Phật quang chính pháp này rất kỳ lạ, chắc chắn không phải là năng lực mà yêu tăng Long Bà Ba Dục này nên có. Huynh cũng nhận ra rồi, Đỗ Thanh Hồi nói, để tìm sư tỷ của đệ, huynh đã cố ý tra cứu tư liệu thượng cổ của vùng Nam Dương, tương truyền bên bờ sông Mê Công có một nơi Phật cổ an nghỉ, trấn áp tà thần thời Thái Cổ, có lẽ là nơi này rồi. Thảo nào, hóa ra là sức mạnh của Phật cổ, Lý Dục Thần nhìn xung quanh, thần thức cẩn thận quét từng nơi, sư huynh cẩn thận nhé, để đi cứu sư tỷ, chúng ta hợp sức giết tên yêu tăng này. Nói xong, anh rút kiếm xông vào. Khặc khặc khặc, Long Bà Ba Dục cười quái dị, không ngờ các người lại đoán được đó. Đã biết là nơi Phật cổ an nghỉ rồi vậy còn không ngoan ngoãn quỳ xuống tiếp nhận sự rửa tội của Phật Pháp đi. Nói xong, hai tay ông kết ấn, miệng lẩm bẩm niệm chú. Phật quang lại sáng lên, bức tượng Phật bằng vàng giữa không trung bắt đầu phình to, trở nên to lớn hơn cả ngọn núi. Ánh sáng vàng chói lòa hơn cả mặt trời buổi sáng khiến người ta không mở mắt ra được, ngay cả trong thần thức cũng chỉ thấy một màu trắng xóa. Nhưng những xác chết khô héo vừa bị Lý Dục Thần chém ngang lưng lại bò dậy dưới sự chiếu rọi của Phật quang. Phật quang phổ chiếu, phổ độ chúng sinh. Trong thế giới ánh sáng, giọng nói từ bi của Long Bà Ba Dục truyền đến. Những oán hận kiếp trước của các người đều sẽ được tiêu tan trong Phật Pháp. Giết những kẻ đã báng bổ Phật Pháp đi. Từng bóng đen xuất hiện trong ánh sáng trắng như thể khắp nơi đều là thi quỷ. Đỗ Thanh Hồi nói lớn, Dục Thần, mau xông vào đi, đừng để thi quỷ vây quanh. Huynh sẽ chặn bức tượng Phật này. Nhưng Lý Dục Thần không nhúc nhích, mũi kiếm chĩa xuống, anh nghiêng đầu đứng im không động đậy. Đỗ Thanh Hồi vội vàng, Dục Thần, đệ còn chờ gì nữa? Huynh cũng chỉ có thể chống cự ánh sáng thánh linh của Phật cổ được một lúc thôi. Không biết yêu tăng này đã giết bao nhiêu người ở đây, giấu bao nhiêu thi quỷ nữa. Những thi quỷ này được Phật quang chiếu vào nên lợi hại hơn bình thường gấp trăm lần. Lý Dục Thần vẫn không nhúc nhích. Long Bà Ba Dục cười quái dị, đừng phí công vùng vẫy nữa, các người chết chắc rồi. Chưa chắc. Lý Dục Thần đột nhiên động đậy. Cờ U Minh Quỷ mở ra như một tấm bình phong, mây tím sinh ra bao xung quanh để bảo vệ cơ thể anh. Thân kiếm của kiếm huyền minh phát ra ánh sáng đen mạnh mẽ, chiếu ra một luồng bóng tối trong thế giới trắng xóa của Phật quang. Mà bóng tối tận cùng này hướng thẳng đến bức tượng Phật loang lổ bằng đá trong đống đổ nát kia. Ngay khoảnh khắc đó, Long Bà Ba Dục và Đỗ Thanh Hồi đều biết anh định làm gì. Long Bà Ba Dục căng thẳng, vội vàng kết ấn thúc dục kim Phật và những thi quỷ xung quanh cùng tấn công Lý Dục Thần. Trong khi đó, Đỗ Thanh Hồi cầm kiếm thanh vân tạo ra một đám mây kiếm, cuốn về phía xung quanh Lý Dục Thần, giúp anh chặn kim quang Phật ấn lại. Đồng thời, anh ấy tháo huyền cung sét đánh trên lưng ra, kéo dây cung, một tiếng sấm sét vang lên, vài điểm lưu quang bắn vào người của mấy con thi quỷ đang đến gần Lý Dục Thần. Vài con thi quỷ đó chợt nổ tung thành tro. Một luồng kiếm khí đen phát ra từ tay Lý Dục Thần làm kinh thiên động địa. Thế giới trắng xóa được Phật quang chiếu rọi lập tức xuất hiện một vết nứt đen như dải ngân hà ngang trời.
bức tượng Phật loang lổ kia đổ ầm xuống, hóa thành cho bụi. Kim quang vạn trượng tiêu tan, tượng Phật bằng vàng ngồi xếp bằng giữa hư không cao hơn cả núi dần dần nhạt đi, chỉ còn lại một bóng mờ rồi cuối cùng biến mất trong ánh nắng mặt trời. Trong rừng núi truyền đến tiếng gió rít gào trầm trầm như tiếng thở dài của Phật cổ nơi đất hoang. Lý Dục Thần cầm huyền minh đứng đó. Khoảnh khắc đó như thể anh đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Dục Thần, làm tốt lắm. Đỗ Thanh Hồi liên tục bắn hai mũi tên ra rơi xuống bên cạnh Lý Dục Thần, vung lên một đám mây kiếm để bảo vệ anh. Đệ không sao chứ? Đệ không sao, Lý Dục Thần thở phào, sư huynh thập tam, huynh mau đi cứu sư tỷ đi, đệ sẽ đối phó với những thi quỷ này. Đỗ Thanh Hồi nói, không vội, pháp ấn của cổ Phật đã bị giải trừ rồi, trận pháp ở đây cũng đã bị phá, xem ông ta còn có bản lĩnh gì. Chúng ta giết sạch những thi quỷ và yêu tăng này, sau đó cứu vãn tình ra. Lý Dục Thần gật đầu, được. Hai người đứng cạnh nhau, kiếm huyền minh và kiếm thanh vân cùng giơ lên, kiếm khí đen và xanh đan xen, trong nháy mắt đã giết sạch những thi quỷ xung quanh. Long bà ba dục còng lưng cúi đầu, cả người co rúm trong góc như rất sợ ánh nắng chói chang của mặt trời. Khặc khặc khặc, Long bà ba dục cười quái dị như tự nói với chính mình biết là hôm nay mà. Lời tiên tri cổ xưa nói là hôm nay, bia đá cũng ghi là hôm nay. Ông ngẩng đầu lên, vô thức dùng tay che ánh nắng chiếu tới. À, thật sự phải cảm ơn các người. Thì ra các người chính là sứ giả giúp Na già trở về vị trí thần linh trong lời tiên tri. Ông lẩm bẩm như thể hoàn toàn không để ý đến hai tu sĩ mạnh mẽ đang đứng trước mặt với hai thanh kiếm có thể khiến ông tan thành cho bụi bất cứ lúc nào. Lời tiên tri cổ xưa nói rằng có thần sứ giáng lâm đánh thức linh hồn của hoang cổ Phật, giải trừ phong ấn của Na già kia. Tôi thấy trên bia đá có hai người cưỡi chiến xa thiên lang đi dọc theo bờ sông Mê Công. Thì ra là hai người bọn cậu, tôi phải cảm ơn các cậu như thế nào đây? Lời tiên tri cổ xưa không kết thúc nhưng có lẽ tôi nên nói cho các cậu biết, hình ảnh trên bia đá cho thấy các cậu sẽ bị Na già ăn thịt. À, đúng là một sự cống hiến vĩ đại, các cậu đã giải trừ Phật ấn. Đánh thức Na già mà còn phải hiến dâng thân xác của mình. Tốt lắm, các người sẽ hòa làm một với Na già trở thành một phần của thần linh, đây quả là vinh quang vô thượng. Khặc khặc khặc. Lý Dục Thần không hiểu Long bà ba dục đang nói gì, anh liếc nhìn Đỗ Thanh Hồi rồi cả hai cùng giơ kiếm lên. Long bà ba dục đột nhiên dang rộng hai tay, hô lớn, thức tỉnh đi, Na già. Mặt đất rung chuyển. Cả ngọn núi đều rung chuyển. Không chỉ ngọn núi dưới chân mà những ngọn núi gần đó và những ngọn núi xa xa, tất cả đều rung chuyển. Một sức mạnh to lớn từ dưới đất trào lên, bắn thẳng lên trời cao. Sức mạnh này Lý Dục Thần chỉ gặp một lần, đó là khi đối mặt với con rồng thật trong bí cảnh hoang trạch. Lý Dục Thần vô cùng kinh ngạc, mặc dù hiện tại anh đã trải qua hai lần lôi kiếp, thể xác cường tráng và pháp lực mạnh mẽ hơn lúc đó rất nhiều nhưng trước một con rồng thật như vậy anh vẫn không thể chống đỡ nổi. Nước sông Mê Công dưới vách đá đột nhiên dâng cao, sóng lớn ngập trời. Sông Mê Công vào mùa nước lớn rất rộng, nhiều nơi rộng hơn 2 cây em. Đoạn này cực kỳ rộng, giữa sông có một bãi cát nhô lên chia dòng sông thành hai nhánh rồi lại hợp lại, vì vậy khoảng cách giữa hai bờ ở chỗ rộng nhất lên tới 5 cây em. Lúc này, nước sông dâng cao, sóng trắng cuồn cuộn cao tới hàng trăm mét, vượt qua ngọn núi nơi họ đang đứng. Mà trong những con sóng trắng ngập trời, thấp thoáng có thể thấy một bóng đen khổng lồ. Sóng nước hạ xuống như thác nước treo trên trời, giữa không trung xuất hiện một cái đầu rắn khổng lồ, hình dáng giống như rắn hổ mang chúa. Khi dòng nước trở lại vị trí cũ, hình dạng của con rắn hoàn toàn lộ ra, một điều kinh khủng hơn nữa đã xuất hiện. Không chỉ có một đầu rắn mà là 9 đầu xếp thành hình quạt trên không trung. Mà 9 cái đầu rắn này không phải là 9 con rắn. Mà là cùng thuộc về một thân rắn. Con rắn này đứng thẳng trong sông, đầu rắn ngẩng cao, cách mặt nước khoảng 300-400 mét, còn dưới nước không biết dài bao nhiêu. Thân rắn to như cây cổ thụ, đường kính hơn 20 mét. Phần đầu cổ rộng nhất như một đám mây đen khổng lồ, phủ kín bầu trời sông Mê Công. Dù Lý Dục Thần và Đỗ Thanh Hồi đã từng trải qua nhiều chuyện nhưng cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Đỗ Thanh Hồi cau mày nói, chẳng lẽ... Đây là Na già của Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ. Tương truyền vào thời cổ đại, tiên và ma cùng tồn tại, yêu thú hoành hành, Phật gia đã thu phục 8 bộ chúng,
bao gồm thiên chúng, long chúng, dạ xoa, càn thắt bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Gia, gọi chung là thiên long bát bộ. Trong đó, long chúng không phải là rồng thần của chúng ta mà là một loại dị thú giống rồng, tên là Na Già, thân rắn chín đầu, có người lấy nó làm vật tổ và xây đền thờ cúng nữa. Thảo nào ở đây có phong ấn của Phật cổ, Lý Dục Thần nói, sư huynh, chúng ta bị lừa rồi. Phật cổ và đèn trúc long cửu âm đều dùng để trấn áp Na Già, long bà ba dục mượn tay chúng ta phá hủy tượng Phật cổ, thả tà thần Na Già ra. Ha ha ha, long bà ba dục cười lớn, bây giờ các người mới biết thì đã muộn rồi. Giết chết chúng đi, cơn thịnh nộ của Na Già. Con quái vật khổng lồ trên không trung lắc chín cái đầu phát ra tiếng gầm rung trời, một cái đầu đột nhiên vươn dài, gầm lên giận dữ rồi lao về phía họ. Lý Dục Thần và Đỗ Thanh Hồi vội vàng lên ngự kiếm bay đi, biến thành hai luồng sáng nhanh chóng bay về hai phía rồi hạ cánh trên hai đỉnh núi gần đó. Na Già giận dữ đâm sầm vào nơi bọn họ vừa đứng, vách đá vỡ tan, nửa ngôi đền cổ lăn xuống vách núi cùng đá vụn, rơi vào dòng nước mênh mông của sông Mê Công. Ngôi tàn điện còn lại trên sườn núi rung chuyển, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lý Dục Thần thầm kêu không ổn rồi, Hướng Vãn Tình vẫn bị nhốt trong điện, nếu lúc này bị Na Già tấn công, e rằng sẽ khó mà thoát khỏi. Anh vung tay bắn ra một luồng kiếm khí, lao thẳng vào cái đầu giận dữ của Na Già. Bên kia, Đỗ Thanh Hồi cũng đã dương cung đáp tên, tiếng đàn sét đánh vang lên vài luồng sáng bắn về phía đầu rắn. Đầu rắn ngẩng cao đâm sầm vào luồng kiếm khí và mũi tên sét đánh. Vài tiếng phốc phốc trầm đục vang lên, đầu rắn như bị đau nên lắc lư dữ dội. Na Già càng trở nên cuồng nộ, phát ra tiếng kêu kỳ lạ vang vọng khắp núi rừng. Lý Dục Thần thầm kinh ngạc, với uy lực của lôi kiếp thứ hai ngày hôm nay, lần nữa phát ra kiếm khí huyền minh vậy mà chỉ khiến thứ này hơi đau, trông giống như không bị thương tổn gì cả. Còn kiếm khí bị phản vệ khiến ngực anh đau nhói, ngay cả thần hồn cũng bị chấn động. Na Già này không chỉ đơn giản là thân xác cường tráng mà trên người nó còn mang theo thần lực nhiếp hồn đoạt phách. Nhìn sang bên kia, Đỗ Thanh Hồi không bắn tên tiếp nữa, rõ ràng tình hình cũng không khá hơn là bao. Mới chỉ một cái đầu thôi đã khiến hai sư huynh đệ bọn họ trở nên chật vật như vậy, nếu cả chín cái đầu cùng tấn công thì phải đối phó thế nào đây? Lúc này trong tàn điện, ngọn đèn dầu dưới chân Hướng Vãn Tình đột nhiên tối sầm lại, uy áp từ bức tượng tà thần chín đầu trên đỉnh đầu cũng biến mất. Ánh sáng màu sắc tràn ra từ các khe hở của tàn điện, bảy luồng kiếm quang bắn về bảy hướng, gạch ngói bay lên, tàn điện ầm ầm nổ tung. Hướng Vãn Tình bay ra, triệu hồi bảy thanh kiếm giữa không trung. Rồi thuận thế đẩy đi, bảy luồng kiếm quang lượn một vòng trên không trung, sau đó bắn về phía đầu Na Già. Thấy Hướng Vãn Tình ra ngoài, Lý Dục Thần và Đỗ Thanh Hồi đều rất vui mừng. Sư muội, huynh đến giúp muội. Đỗ Thanh Hồi xuất kiếm thanh vân, một luồng ánh sáng xanh đâm thẳng vào Na Già. Lúc này, Lý Dục Thần đương nhiên sẽ không đứng nhìn. Ba người đều là đồng môn xuất sư, tu luyện nhiều năm nên tâm ý tương thông. Bọn họ biết lúc này chỉ có hợp lực mới có thể giành chiến thắng. Kiếm huyền minh cũng xuất hiện. Khi ánh sáng của thất tinh và ánh sáng xanh của thanh vân rơi vào đầu rắn của Na Già thì một luồng ánh sáng đen cắt ngang qua, quấn quanh cổ con rắn. Máu đen trào ra, một cái đầu rắn to lớn rơi xuống từ trên không, chìm vào sông Mê Công, tạo nên một đợt sóng lớn trên mặt sông. Tốt lắm, Dục Thần, Hướng Vãn Tình khen ngợi. Đỗ Thanh Hồi cũng lộ vẻ vui mừng nói, kiếm tốt lắm. Dục Thần, kiếm khí của đệ rất sắc bén, huynh và Vãn Tình tấn công đầu rắn, riêng đệ thì cắt cổ chính của nó, bọn huynh sẽ cắt đứt cả 8 cái đầu còn lại của nó. Được, Lý Dục Thần nói lớn. Ba người lơ lửng trên không trung, đứng đúng vị trí và chờ thời cơ ra tay. Long bà ba dục ở bên dưới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó ông lại cười quái dị, khặc khặc khặc. Vô dụng thôi, vô dụng thôi, Na Già là thần. Các người chỉ là người phàm nhỏ bé, các người không giết chết được Na Già đâu. Lúc này, Lý Dục Thần cũng không có thời gian để quan tâm đến Long Bà Ba Dục, bởi vì lúc này có một chuyện khiến bọn họ kinh ngạc và sợ hãi đã xảy ra. Cái đầu bị chặt đứt của Na Già lại mọc ra, hơn nữa cái đầu mọc ra còn to hơn trước một chút, dường như đã trở thành cái đầu chính trong 9 cái đầu. Chuyện gì xảy ra vậy? Đầu của nó có thể mọc lại kìa. Vậy thì phiền phức rồi.
Ban đầu ba người hợp lực mới có thể chặt đứt một cái đầu, như vậy vẫn còn hy vọng chiến thắng, chỉ cần có thể cầm cự được sự tấn công của Na Già, tìm cơ hội chặt đứt cả 9 cái đầu là được. Nhưng không ngờ đầu của Na Già có thể mọc lại, hơn nữa còn mạnh hơn trước, vậy thì đánh thế nào đây? Hơn nữa điều này cũng chứng tỏ lúc này Na Già vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, một khi nó hoàn toàn thức tỉnh, không biết sẽ trở nên khủng khiếp đến mức nào. Rút lui không? Lý Dục Thần hỏi. Thực ra cách tốt nhất bây giờ là rút lui, nhân lúc Na Già chưa hoàn toàn thức tỉnh, với tốc độ ngự kiếm của bọn họ, hẳn là có thể rút lui an toàn. Nếu tiếp tục chiến đấu thì pháp lực của bản thân sẽ bị tiêu hao rất nhiều, trong khi Na Già lại ngày càng mạnh, đến lúc đó, chạy thoát được hay không cũng là một vấn đề. Nhưng Lý Dục Thần là sư đệ nên không thể ra quyết định được, đương nhiên phải nghe theo ý kiến của sư huynh và sư tỷ trước. Đỗ Thanh Hồi cau mày nói, nhiệm vụ xuống núi của huynh là cứu Vãn Tình, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, trở về báo cáo cũng không có gì là không ổn. Có điều đệ tử Thiên Đô thì sao có thể nhụt chí khi lâm trận chứ? Tu luyện trăm năm, theo đuổi cả một đời, cuối cùng bước vào kiếm trận Vạn Tiên, chẳng phải cũng là để bảo vệ thế giới này hay sao? Sư huynh nói đúng, Hướng Vãn Tình nói, chúng ta đi rồi, mặc cho tà thần hoành hành nhân gian, bá tánh nơi này chắc chắn sẽ khốn khổ. Cho dù chúng ta đến Thiên Đô cầu cứu, đến lúc đó, không biết đã có bao nhiêu bách tính gặp nạn rồi. Đỗ Thanh Hồi nói, huynh và Vãn Tình ở lại, Dục Thần đi đến Thiên Đô cầu cứu đi. Hiện tại sư phụ đang ở trong Vạn Tiên trận, vậy nên mời đại huynh xuống núi để tiêu diệt con yêu ma này. Lý Dục Thần biết họ đã có quyết tâm liều chết nên vung ngang kiếm nói, đường đến Thiên Đô xa vạn dặm, đợi đại sư huynh đến thì mọi chuyện đã muộn rồi. Ba người chúng ta cùng sát cánh đi, vẫn còn sức chiến đấu mà. Nói xong anh thả thanh điểu ra, viết một thần niệm vào rồi cho bay về Thiên Đô. Sau lần giao chiến vừa rồi, Na Già dường như trở nên cuồng nộ hơn. 9 cái đầu thành hình quạt che trời lấp đất, múa loạn trên không trung. 3 cái đầu rắn bay ra, mỗi cái lao về một hướng. Lý Dục Thần, Đỗ Thanh Hồi và Hướng Vãn Tình, từng người cầm bảo kiếm đứng đối đầu với một cái đầu rắn. Ba người nhờ lợi thế của pháp khí, lại có thân pháp linh hoạt nên gắng gượng thì cũng có thể chiến đấu ngang tay. Có điều chiến đấu như vậy tiêu hao rất nhiều sức. Sức mạnh của Na Già quá mạnh, mỗi lần đầu rắn tấn công đều mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đấu được vài hiệp, Na Già dường như càng lúc càng tức giận hơn, nó lại thò ra thêm 3 cái đầu rắn ra. Lý Dục Thần tế cờ U Minh Quỷ ra, cuốn lên một đám mây đen để bảo vệ xung quanh mình, dù bị một cái đầu rắn khác tấn công thì cũng có thể bị cờ U Minh Quỷ chặn lại. Đỗ Thanh Hồi thì dứt khoát buông kiếm Thanh Vân ra, mặc cho kiếm khí đấu với một cái đầu rắn, còn mình thì hai tay dương cung đáp tên, tiếng sấm sét vang lên từng tràng, mưa tên không ngừng bắn về phía một cái đầu rắn khác. Kiếm thất tinh của Hướng Vãn Tình lại phân ra, 7 thanh kiếm biến thành 14 thanh kiếm, hai tay mỗi tay cầm một kiếm trận bắt đầu đấu với hai cái đầu rắn. Cứ như vậy, miễn cưỡng lắm, ba người chống cự được sự tấn công của 6 cái đầu rắn. Lý Dục Thần rõ ràng cảm thấy ngày càng khó khăn. Khí của kiếm huyền minh đã hơi chậm lại rồi. Nhìn sang phía Hướng Vãn Tình và Đỗ Thanh Hồi, tình hình cũng không khá hơn anh là bao. Pháp lực Đỗ Thanh Hồi mạnh hơn một chút, thêm vào đó huyền cung sét đánh có thể tấn công tầm xa nên đỡ hơn. Nhưng bên Hướng Vãn Tình rõ ràng sắp không chống cự nổi. Mà Na Già còn thừa lại 3 cái đầu rắn, đang nóng lòng muốn chiến đấu với bọn họ. Cái đầu lớn nhất ở chính giữa, cũng là chủ thể của toàn bộ con rắn, đang nhìn từ trên không trung xuống, nó nhìn chăm chú vào bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể lao xuống nuốt chửng bọn họ. Lý Dục Thần lại lấy ấn phiên sơn và Tử Vân Ngọc Như Ý ra, tế toàn bộ chúng ra ngoài. Tử Vân quấn quanh, phối hợp với cờ U Minh Quỷ trói chặt đầu rắn, ấn phiên sơn hóa thành một ngọn núi, đè từ trên không xuống. Một tiếng ầm nổ lớn, đầu rắn bị đập nát. Lý Dục Thần mừng rỡ, anh thu hồi pháp bảo lại, đang định làm theo cách cũ thì một cái đầu rắn khác há to miệng lao về phía anh. Còn cái đầu đã bị đập nát kia thì xoay một vòng trên không trung rồi lại vây lại. Đầu nó nát bươm, có thể thấy được cả não và thịt rắn nhưng chúng đang tự lành lại với tốc độ không thể tin được. Theo vết thương tự lành, đầu rắn dường như cũng ngày càng to ra. Lúc này Lý Dục Thần ngây người ra, chặt đứt cổ không được, đập nát đầu cũng không xong, đánh thế nào đây? Pháp lực của anh đang tiêu hao dần, còn Na Già đang trong quá trình thức tỉnh, từng bước trở nên mạnh hơn.
Nếu nó thực sự biến về thành thần thú thái cổ thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát của Lý Dục Thần nữa rồi. Anh đã lấy ra những pháp bảo lợi hại nhất trên người, bên kia Hướng Vãn Tình và Đỗ Thanh Hồi cũng vậy, xung quanh bọn họ tràn đầy ánh sáng, một đống pháp bảo vây quanh. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tạm thời không bại. Na già còn hai cái đầu rắn chưa dùng đến. Còn ba người bọn họ rất nhanh sẽ phải đối mặt với tình cảnh pháp lực cạn kiệt. Trên người Lý Dục Thần còn một cái diều lôi công, thần khí mà lôi thần đánh rơi đương nhiên rất lợi hại, nếu tụ tập vạn dặm sấm sét, biết đâu có thể giết chết Na già vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Đáng tiếc anh không phải lôi thần nên không thể sử dụng tùy ý được. Tụ tập năng lượng vạn dặm sấm sét cần thời gian và cần phải toàn tâm toàn ý. Na già sẽ không cho anh thời gian. Mà ngay lúc này, một chuyện tệ hơn nữa đã xảy ra. Lý Dục Thần ở trên không trung nhìn thấy Mã Sơn và cha Na Lệ đang đi lên dọc theo đường núi. Chạy, mau chạy, rời khỏi đây đi. Lý Dục Thần gào lên. Không biết là tiếng gió và tiếng chiến đấu đã át đi tiếng anh, hay là gánh nặng chiến đấu quá lớn khiến anh không thể phát ra âm thanh lớn, nhưng Mã Sơn dường như hoàn toàn không nghe thấy, anh ta vẫn đang điên cuồng chạy tới. Lý Dục Thần biết, cho dù Mã Sơn có nghe thấy chắc chắn cũng sẽ không đi. Người anh em ngốc này. Còn có cả bà chị ngốc kia nữa, sao cô không giữ anh ấy lại hả? Lý Dục Thần ruột nóng như lửa đốt, nhìn bóng dáng Mã Sơn điên cuồng chạy trên đường núi, trong mắt anh đột nhiên rơm rớm nước mắt. Mà ngay lúc này, từ xa truyền đến tiếng bánh xe lăn lóc ầm ầm. Một con chó kéo một chiếc xe đẩy xuất hiện trên con đường nhỏ bên bờ sông Mekong. Mã Sơn và cha Na Lệ thuận lợi đến Thanh Lai. Giao nhóm người cho đệ tử Huyền Hàng Môn đang tu luyện ở Thanh Lai. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, chỉ chờ Lý Dục Thần giải quyết xong mọi chuyện rồi cùng đi. Nhưng mãi đến khi mặt trời đã quá giờ ngọ, Lý Dục Thần vẫn chưa quay lại, Mã Sơn bắt đầu sốt ruột. Không phải chỉ đánh một tên long bà thôi sao, chứ có phải đi xem mắt đâu mà lâu thế. Dục Thần làm việc luôn quyết đoán, đến giờ vẫn chưa quay lại là chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Cha Na Lệ an ủi anh ta, biết đâu gặp phải chuyện khác rồi, không phải Dục Thần đi cứu sư tỷ của cậu ta sao? Có lẽ cậu ta đã đi với sư tỷ của mình luôn rồi. Không đâu, Dục Thần nói để chúng ta ở đây đợi cậu ấy thì chắc chắn sẽ đến, trừ khi xảy ra chuyện. Anh phải đi xem đã. Nhưng vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, hơn nữa, nếu thực sự xảy ra chuyện, với bản lĩnh của chúng ta cũng không giúp được gì cho cậu ta đâu. Giúp được hay không thì chưa biết. Anh em gặp nạn, em bảo anh ngồi đây, còn không bằng để anh chết đi cho rồi. Lỡ đâu cậu ấy đang cần anh, đang thiếu một thằng sai vặt như anh dìu cậu ấy một phen thì sao? Mã Sơn nhất quyết đi tìm Lý Dục Thần, cha Na Lệ khuyên không được nên đành đi theo anh ta. Vừa đến bờ sông Mekong, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng diệt trời diệt đất kia. Một con rắn khổng lồ cao hàng trăm mét dựng đứng giữa trời, nếu không phải chín cái đầu rắn kia đang động đậy thì nhìn từ xa. Người ta còn tưởng ai đó xây một tòa nhà rắn hổ mang ở nơi hoang vu này. Trời đất mây gió biến đổi, lưu quang tràn đầy, pháp lực cuồn cuộn gây ra chấn động mạnh mẽ như thể đang tuyên bố, người phàm chớ đến gần. Nhưng Mã Sơn hoàn toàn không quan tâm đến những điều này. Anh ta biết Lý Dục Thần đang ở trên đó và đang chiến đấu với con mãng xà khổng lồ này, hơn nữa tình hình có vẻ không mấy khả quan. Anh em gặp nạn, đao sơn lửa biển. Anh ta cũng không nhíu mày. Cha Na Lệ không ngăn được anh ta nên hai người cùng nhau xông lên lưng chừng núi, đi đến ngôi miếu đổ nát đã sụp xuống một nửa theo vách đá. Từ đây bọn họ có thể nhìn rõ tình hình hơn và đối mặt trực diện với con rắn khổng lồ bò lên từ sông Mekong, không biết con rắn cao bao nhiêu, to bao nhiêu, chỉ thấy một cảm giác cực kỳ áp bức ập đến. Trước con rắn này, bản thân mình nhỏ bé như kiến. Cổ rắn xòe ra hình quạt như một đám mây khổng lồ, có ba đầu rắn ngạo nghễ đứng giữa mây, còn sáu đầu rắn khác như rồng xuyên qua khuấy động mây gió, phát ra âm thanh kỳ lạ. Ba hướng trên bầu trời có ba bóng người đang đấu pháp với sáu đầu rắn. Bóng người nhỏ như chấm đen, không phân biệt được hình dạng nhưng Mã Sơn biết, Lý Dục Thần nằm trong số ba người đó. Mã Sơn ngẩng đầu nhìn một lúc, rồi lại nhìn xuống sông Mekong dưới chân núi, anh ta nói với cha Na Lệ. Sức mạnh của con rắn này đều ở trên đầu, anh xuống sông tấn công phần dưới của nó để giúp họ một tay. Mã Sơn, anh điên rồi,
Cha Na Lệ hét lớn muốn kéo anh ta lại. Con rắn này to bằng mấy chục mét, hẳn là dùng đạn xuyên giáp cũng không bắn thủng da rắn được. Nhưng Mã Sơn không quan tâm, anh ta lao về phía thần điện đã bị Hướng Vãn Tình lật tung mái, vì vách đá đã sụp xuống một nửa nên thần điện đã ở bên bờ vực, nhảy xuống từ đó là đến sông Mê Công. Mã Sơn vừa xông đến cánh cửa bị phá hỏng của thần điện thì một nhà sư lưng gù đen đúa gầy gò đột nhiên chặn đường anh ta lại. À, lại có hai người tới nữa. Nhìn xem, chất lượng thân xác này thật tốt. Mã Sơn đoán người trước mặt chắc chắn là Long Bà Ba Dục, nhớ lại chuyện mình bị đồ đệ Thái Vu Long Tăng của ông mổ bụng móc tim, anh ta lại tức giận không kìm được nên đấm một phát. Ầm một tiếng, cú đấm này đập trúng mặt Long Bà Ba Dục. Long Bà Ba Dục bị đánh đến nghiêng cả đầu, máu chảy ra từ mũi và miệng trông rất đáng thương. Có lực đấy. Ông vừa lau máu trên khóe miệng vừa cười nói, huấn luyện một chút là cậu đủ tư cách trở thành hộ pháp kim cương thi trước tòa Na Già rồi. Ồ! Long Bà Ba Dục đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, hồn của cậu bị sao thế? Là Long Tăng à, hắn ta đã huấn luyện cậu à, nhưng sao cậu vẫn có thể sống sót đến đây? Huấn luyện cái đầu ông! Mã Sơn lại giận dữ đấm một phát, đồ đệ quý giá của ông đã đi báo danh với Phật Tổ ở Tây Thiên rồi, giờ này chắc đang bị đẩy đến chỗ Địa Tạng Bồ Tát rồi. Cú đấm này lại giáng trúng mặt Long Bà Ba Dục. Long Bà Ba Dục sửng sốt, không để ý đến máu chảy ra từ mũi, kinh ngạc nói, Long Tăng chết rồi ư. Trên mặt ông lộ ra vẻ thương xót, tiếp đó là tức giận, sau đó hai tay ông duỗi ra, 10 ngón tay bắn ra 10 sợi tơ đen lao về phía Mã Sơn. Mã Sơn biết Long Bà Ba Dục là sư phụ của Long Tăng Thái Vu, thực lực chắc chắn mạnh hơn Long Tăng nên không dám lơ là chút nào, thấy Long Bà Ba Dục ra tay, anh ta lập tức thi triển bộ võ để vòng qua, mục đích của anh ta vẫn là nhảy xuống sông Mê Công. Ồ, cậu cũng biết bộ võ à? Long Bà Ba Dục hơi ngạc nhiên, ông xoay cổ tay, 10 sợi tơ đen bay vòng quanh trên không trung rồi vượt qua Mã Sơn. Ngay cả Long Tăng thì Mã Sơn cũng không đấu lại được. Làm sao có thể thoát khỏi ma trưởng của Long Bà Ba Dục chứ, mặc dù bộ võ rất kỳ diệu nhưng công lực của anh ta không đủ nên thân thể bị tơ đen quấn lấy, sau đó bay lên. Trên không trung lóe lên vài bóng đen, quấn lấy những sợi tơ đen của Long Bà Ba Dục, rằng có để cố gắng giải cứu Mã Sơn. Long Bà Ba Dục nhìn về phía cha Na Lệ, kinh ngạc nói, Huyền Hàng Thuật. Cô là đệ tử của Pháp Đế Mã ư. Cha Na Lệ nào muốn nói nhảm với ông? Cô ta chỉ muốn cứu Mã Sơn thôi. Long Bà Ba Dục dường như có chút kiêng dè Pháp Đế Mã, thế nên ông do dự nói, nể mặt sư phụ của cô, tôi tha cho cô một mạng, cô đi đi. Cha Na Lệ đương nhiên không chịu, ra tay sử dụng hết tất cả bùa ngải và pháp khí trên người, vừa tấn công Long Bà Ba Dục, vừa cứu Mã Sơn. Long Bà Ba Dục nổi giận, không biết điều. Hai cánh tay ông rung lên, những sợi tơ đen trên không trung rung động. Một lượng lớn bùa ngải rơi xuống đất, pháp khí của cha Na Lệ cũng bị đẩy ra. Đã không biết điều thì đừng trách tôi không khách sáo. Tôi sẽ hút hồn các người trước, sau đó ném xác các người cho Na Già. Nói xong, ông vung tay, những sợi tơ đen bắn ra từ ngón tay đan chéo trên không trung tạo thành một tấm lưới dày đặc, trùm lên hai người. Tiếp đó, Long Bà Ba Dục kết ấn bằng hai tay, chỉ xuống đất, dưới chân hai người đột nhiên có một ngọn đèn dầu sáng lên. Ánh đèn như hạt đậu nhưng ánh sáng mặt trời buổi trưa không thể che lấp được nó. Chấm. Lý Dục Thần thấy Mã Sơn và cha Na Lệ bị Long Bà Ba Dục dùng đèn trúc long cửu âm nhốt lại thì vô cùng lo lắng. Nhưng anh không thể dùng thuật phân thân vì đã dùng hết pháp bảo, hơn nữa hai cái đầu rắn trước mặt đã khiến anh kiệt sức rồi. Bên kia, sư huynh Đỗ Thanh Hồi cũng gần như vậy, còn tình hình của sư tỷ Hướng Vãn Tình thì nguy hiểm hơn. Thực lực của cô ấy vốn không bằng Đỗ Thanh Hồi, hiện tại cũng ngang ngửa Lý Dục Thần nhưng cô ấy bị nhốt trong thần điện mấy ngày đêm, cho nên pháp lực đã bị tiêu hao quá nửa. Na Già thì còn ba cái đầu ngạo nghễ trên mây. Một khi ba cái đầu đó ra tay thì đó chính là ngày tận thế của ba người bọn họ. Nhưng ngay lúc này, không biết vì sao đợt tấn công của Na Già đột nhiên chậm lại, sáu cái đầu rắn bay lượn trên không trung, tần suất tấn công giảm xuống, dường như bị thứ gì đó thu hút sự chú ý. Còn cái đầu chính của Na Già thì đứng im không nhúc nhích, nó đang chăm chú nhìn chằm chằm vào bờ sông. Tiếng bánh xe lăn, ở đó có một con chó kéo một chiếc xe đẩy đang từ từ tiến đến. Đến chỗ bằng phẳng ven sông thì chiếc xe đẩy dừng lại. Đạt Ngõa ngồi trên xe đẩy,
ngẩng đầu nhìn Na Già trên không trung rồi hô lớn, con trai, đừng gây thêm giết chóc nữa. Giọng bà ấy không lớn nhưng lại mượn gió truyền đi rất xa, truyền đến tai từng người một cách rõ ràng. Mọi người nghe thấy giọng nói của bà ấy như gió xuân thổi qua lòng, suối nước chảy qua ngũ tạng, thoải mái đến khó tả. Mà giọng nói ấy lại từ bi khiến người ta có cảm giác muốn buông bỏ mọi thứ. Ngay cả Lý Dục Thần cũng suýt nữa muốn vứt bỏ thanh kiếm trong tay. Na Già ngây người ra, sáu cái đầu trong mây gió đột nhiên thu lại, xếp thành hình quạt trên cổ rắn, cứ như vậy mà ngạo nghễ trên mây, 18 con mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên xe đẩy. Long bà Ba Dục không còn để ý đến Mã Sơn và cha Na Lệ nữa, mà chạy đến bên vách đá rồi hét lớn về phía sông Mê Công. Na Già, đừng nghe lời bà ta, ngài đã ngủ say hàng vạn năm, là tôi đánh thức ngài. Nghe tôi này, nhân gian này toàn là tội lỗi. Những người này đều là kẻ lừa đảo. Họ ích kỷ, hưởng lạc, chỉ quan tâm đến bộ tộc của họ, coi ngài và mọi yêu thú là dị loại. Họ lấy cớ diệt yêu trừ ma, lấy danh nghĩa thiên đạo để tiêu diệt kẻ khác, bảo vệ lợi ích của chính họ. Na Già, ngài là thần chân chính, ngài mới là hiện thân của thiên đạo. Nghe tôi, giết chết bọn họ đi, hủy diệt thế giới bẩn thỉu này đi. Na Già phát ra tiếng xì vang trời, thân rắn lắc lư làm đất trời rung chuyển, nước sông Mê Công nhanh chóng dâng lên. Mắt thấy nước sống sắp nhấn chìm hai mẹ con đạt ngõa ở bờ. Con chó kéo xe đẩy sủa hai tiếng, sau đó cơ thể đột nhiên to ra, rồi lại to ra, cuối cùng nó biến thành một con sói khổng lồ cao tới 100 mét. Thiên lang, sắc mặt Long bà Ba Dục chợt thay đổi, đúng thật là thiên lang rồi. Con sói khổng lồ trước mắt này cao tới 100 mét, mặc dù vẫn thấp hơn Na Già cao 400-500 mét kia nhưng thân rắn thì thon dài, thân sói lại cường tráng. Về mặt thị giác thì không hề yếu hơn Na Già. Chỉ thấy trước tên thiên lang Đa Cát dùng miệng cẩn thận ngậm lấy chiếc xe đẩy rồi nhẹ nhàng đặt xuống bãi đất trống trên sườn núi. Dưới sự xúi dục của Long bà Ba Dục, Na Già mất đi lý trí, thấy thiên lang Đa Cát xuất hiện thì như lãnh thổ của mình bị đe dọa liền trở nên cuồng nộ hơn, thò một cái đầu ra cắn vào người Đa Cát. Đa Cát không nhúc nhích, sau khi xác nhận đạt ngõa an toàn mới ngậm cả tang cát mù lòa lên rồi đặt bên cạnh xe đẩy. Nước sông Mê Công dâng lên nhấn chìm nơi bọn họ vừa đứng. Lúc này Đa Cát mới quay đầu lại, ngửa mặt lên trời hú một tiếng, sau đó cắn vào cổ đầu rắn của Na Già, xé hai cái đã cắn đứt cái đầu rắn đó. Đầu rắn ầm ầm rơi xuống sông Mê Công tạo nên sóng lớn ngập trời. Vai Đa Cát bị rắn cắn mất một miếng thịt nên máu chảy như suối. Nhưng nó dường như không hề cảm thấy đau mà còn nhe răng, cong lưng, chăm chú nhìn con rắn khổng lồ trước mặt. Những chiếc răng sói dính máu phát ra ánh sáng rợn người dưới ánh nắng mặt trời. Na Già hoàn toàn bị chọc giận, thân rắn vặn vẹo trên không trung, đầu rắn loạn vũ trong mây. Trên cái cổ rắn bị cắn đứt kia lại từ từ mọc ra một cái đầu khác, hơn nữa cái đầu này còn lớn hơn một chút so với vừa rồi, mà cả thân rắn cũng dài hơn và to hơn. Cả 9 cái đầu cùng hành động tấn công Đa Cát từ nhiều hướng khác nhau. Đa Cát cũng không chịu yếu thế. Lao tới vừa né tránh tấn công, vừa há miệng phản công. Nó lại cắn đứt một cái đầu rắn nữa, cũng né được hầu hết các đòn tấn công còn lại nhưng lưng vẫn bị cắn trúng, máu từ lưng nó chảy xuống nhuộm đỏ hai bên lông. Cái đầu rắn bị đứt lại từ từ mọc ra. Đa Cát hạ xuống từ trên không trung, đứng trong dòng nước sông Mê Công dâng lên, nó nhe răng nhìn chằm chằm Na Già, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Còn Na Già dường như cũng biết đối thủ này rất mạnh nên lắc đầu rắn, tìm thời cơ tấn công. Toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh lại, nước sông từ từ rút đi. Nhưng sự tĩnh lặng này chỉ kéo dài trong chốc lát, đột nhiên gió mây lại nổi lên, rắn và sói đại chiến, sóng lớn sông Mê Công vỗ bờ làm đá vụn bay tung tóe. Đa Cát vô cùng dũng mãnh với những chiếc răng nanh sắc nhọn, hầu như mỗi lần nó cắn đều cắn đứt một cái đầu rắn. Nhưng đầu rắn của Na Già có thể tái sinh. Hơn nữa mỗi lần tái sinh còn mạnh hơn trước, thân rắn cũng to lớn hơn. Cuộc chiến của đôi bên vô cùng ác liệt, gió mây cuộn trào khiến Lý Dục Thần nhất thời không thể chen tay vào. Anh quan sát một lúc mới phát hiện tốc độ tái sinh của đầu rắn Na Già dường như đang chậm lại. Nhưng lúc này, trên người Đa Cát đã bị thương nhiều chỗ rồi. Cứ tiếp tục như vậy thì Đa Cát chắc chắn sẽ thua mất. Sư huynh, sư tỷ, tái sinh của tà thần này không vô hạn đâu. Có lẽ sắp đến giới hạn rồi, chúng ta đi giúp Đa Cát một tay đi.
Lý Dục Thần nói xong thì ngự kiếm xông lên, kiếm huyền minh, tử vân như ý và cờ u minh quỷ cũng được ném ra cùng lúc. Hướng Vãn Tình và Đỗ Thanh Hồi cầm pháp bảo tiến lên tham gia vào cuộc chiến. Ba người vừa rồi đã nghỉ được một lúc nhưng pháp lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Mà lúc này Na Già lại mạnh hơn lúc nãy rất nhiều, ba người bọn họ tham gia vào cũng chỉ có thể miễn cưỡng quấn lấy ba cái đầu rắn thôi, coi như giảm bớt một chút áp lực giúp Đa Cát. Nhờ sự giúp đỡ của bọn họ nên toàn thân Đa Cát chấn động, thần uy bộc phát mạnh mẽ, nó liên tục cắn xé, một hơi cắn đứt ba cái đầu rắn. Nhưng trên người nó cũng bị ba cái đầu rắn khác cắn trúng và xé đứt ba miếng thịt. A u! Đa Cát hú dài một tiếng, toàn thân đẫm máu nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu với Na Già. Tuy nhiên máu thịt trên ba cái cổ bị đứt đó lại quấn quéo, mặc dù tốc độ ngày càng chậm nhưng chúng vẫn từ từ mọc ra những cái đầu rắn mới. Thân thể Na Già trở nên cao lớn hơn, sức mạnh cũng ngày càng mạnh hơn. Nhưng vì ba người Lý Dục Thần tiêu hao quá nhiều sức nên uy lực của pháp bảo ngày càng yếu đi, nếu không phải Đa Cát thực sự dũng mãnh thì lúc này bọn họ thậm chí còn khó có thể tự mình chống cự với một cái đầu. Lý Dục Thần cảm nhận rõ ràng được Đa Cát sắp không trụ nổi nữa rồi. Nó đã không còn sức cắn đứt đầu rắn nữa, chỉ có thể đối phó qua lại với Na Già, trên thân cũng ngày càng nhiều vết thương. Xì. Na Già phát ra một tiếng rít dài, chín cái lưỡi rắn loạn xạ trên không trung, chín cái đầu xuyên qua mây xanh phát động một đòn tấn công dữ dội. Lý Dục Thần cảm thấy một sức mạnh vô cùng to lớn đâm vào người anh. Ầm một tiếng, cơ thể anh bay ngược ra xa mấy chục dặm, đâm sập một ngọn núi. Hướng Vãn Tình và Đỗ Thanh Hồi cũng không khá hơn là bao, bọn họ đều bay ra ngoài từ hai hướng khác nhau. Sáu cái đầu còn lại của Na Già xuyên qua bụng và cổ Đa Cát rồi quấn chặt lấy, tiếp đó lại cắn vào người nó. Đa Cát liều mạng giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi sự quấn chặt của sáu cái đầu rắn này. A hu! Nó ngửa mặt lên trời hú dài, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra vẻ không cam lòng. Ngay lúc này, trên lưng Đa Cát xuất hiện một bóng người. Không biết từ lúc nào Tăng Cát đã bò lên lưng Đa Cát, lúc này anh ấy đang từng bước trèo lên dọc theo xương sống của nó. Trong tay anh ấy nắm chặt một con dao dựa. Đạt Ngõa trên chiếc xe đang giữa sườn núi ngẩng đầu nhìn con trai và con chó của mình, ánh mắt bà ấy trong trẻo, trên mặt hiện lên vẻ thương xót vô hạn. Đi đi, con trai. Cơ thể Tăng Cát trên lưng Thiên Lang khổng lồ trông như một con ký sinh trùng nhỏ bé, anh ấy bám vào lông Đa Cát. Khó khăn lắm mới trèo lên được. Đôi mắt anh ấy đã mù, trong hốc mắt không còn chút ánh sáng nào nhưng anh ấy vẫn ngẩng đầu lên, hướng về phía mặt trời, hướng về phía tà thần Na Già khổng lồ như thể đang nhìn chằm chằm vào nó. Na Già đột nhiên ngừng cắn xé Đa Cát, chín cái đầu rắn hỗn loạn quấn vào nhau trên không trung, 18 con mắt chăm chú nhìn vào người nhỏ bé trên lưng Thiên Lang. Tăng Cát trèo lên đỉnh vai Thiên Lang. Lý Dục Thần nén cơn đau bay trở lại thì đúng lúc này anh nhìn thấy Tăng Cát giơ con dao dựa lên. Nhưng anh ấy không nhìn về phía Na Già. Na Già ở trên cao, con dao dựa nhỏ bé đó căn bản không thể chém tới, mà có chém tới thì cũng không thể chém đứt được. Tăng Cát tự chém vào chính mình. Một nhát, hai nhát. Tăng Cát! Lý Dục Thần hét lớn, muốn chạy tới ngăn cản nhưng vào lúc này, thời gian như ngừng lại. Không gian đông cứng, thế giới yên tĩnh. Chỉ có Tăng Cát đang vung dao. Mỗi một nhát dao, cơ thể Tăng Cát lại bị cắt đứt một mảng. Anh ấy tự chém mình tổng cộng 8 nhát. Tự cắt mình thành 8 khúc. Sau khi chém nhát thứ 8, con dao dựa rơi khỏi tay anh ấy. Tay, chân, thân, đầu. 9 bộ phận cơ thể từ trên trời rơi xuống. Na Già buông Đa Cát ra rồi vặn vẹo cơ thể. Chín cái đầu rắn cùng há miệng, mỗi đầu một miếng, nuốt chửng cơ thể Tăng Cát. Đa Cát hú dài một tiếng làm phá vỡ sự yên tĩnh của thế giới. Toàn thân nó đẫm máu rơi vào sông Mê Công như mưa rơi. Cuối cùng, nó ngã ầm xuống rồi nằm trên bãi sông. Nước sông đục ngầu ngập đến nửa thân nó, xối xả trên sông làm nhuộm đỏ cả mảng sông. Trong mắt Đa Cát chảy ra hai hàng nước mắt trong veo. Chỉ có những giọt nước mắt này mới là trong trẻo, sạch sẽ. Na Già chín đầu đứng trên không trung nhìn con Thiên Lang hấp hối trên bãi sông dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sự hung bạo, tức giận và hơi thở cuồng bạo nuốt chửng mọi thứ trên người nó đã biến mất như một tác phẩm điêu khắc. Na Già,
thần của tôi, Long Bà Ba Dục đứng trên vách đá lo lắng hét lên, đừng để những phàm nhân tầm thường này mê hoặc, ăn thịt chúng đi. Ngài là vị thần chân chính duy nhất mà. Na già quay cái đầu khổng lồ của mình trên không trung, khè ra lưỡi rắn dài rồi phun ra ngọn lửa giận dữ lần nữa. Long Bà Ba Dục mừng rỡ, phấn khích hét lớn, Na già, hủy diệt chúng đi. Hủy diệt thế giới này đi. Cái đầu rắn khổng lồ từ trên không trung đập xuống, một ngụm nuốt chửng Long Bà Ba Dục. Sau khi đầu rắn nuốt Long Bà Ba Dục xong thì thuận thế đụng phải vách núi. Một lực va chạm cực lớn khiến cả ngọn núi sụp đổ. Thần điện sụp đổ, đá lớn lăn xuống. Mã Sơn ôm chặt cha Na Lệ rơi xuống từ trên không trung. Lúc tiếp đất, anh ta dùng sức xoay eo, đẩy cha Na Lệ lên trên, dùng tốc độ rơi nhanh của mình để đổi lấy tốc độ rơi chậm lại của cha Na Lệ. Bịch! Lưng anh ta đập mạnh xuống đất, sau đó cha Na Lệ lại đè nặng lên người anh ta. Có thể nói anh ta đã dùng thân xác của mình làm đệm thịt cho cha Na Lệ. Phụt! Mã Sơn phun một ngụm máu tươi vào mặt cha Na Lệ. Mã Sơn, cha Na Lệ không kịp lau máu, chỉ ôm lấy Mã Sơn kêu lớn, anh không sao chứ? Mềm, mềm quá, cứng, cứng quá. Mã Sơn phát ra tiếng lẩm bẩm, biểu cảm trông rất khó chịu. Cái gì mà mềm quá cứng quá? Cha Na Lệ khó hiểu nhìn Mã Sơn. Mãi đến khi nhìn thấy biểu cảm đau đớn và kỳ lạ trên mặt anh ta, cô ta mới nhận ra mình đang nằm đè lên người anh ta. Đồ khốn! Cô ta rất muốn đánh anh ta một trận, lúc này rồi mà còn có tâm trạng đùa giỡn nữa. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Mã Sơn, cô ta lại thấy thương anh ta vô cùng. Anh ta vì cô ta mà ngay cả mạng cũng không tiếc. Tìm đâu ra được người đàn ông như vậy đây? Trong lòng cha Na Lệ dâng lên một cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Cứng, cứng quá, em sờ xem, Mã Sơn nói. Cha Na Lệ nghe anh ta nói càng ngày càng không ra gì, mặt đỏ bừng tức giận bò dậy nói, nếu anh còn như vậy nữa, em không thèm để ý đến anh nữa đâu. Mã Sơn nhăn nhó, đau đớn vặn vẹo cơ thể, nói, lưng anh. Có một thứ cứng, cứng lắm, đau lắm, em sờ xem là cái gì vậy? Cha Na Lệ sửng sốt. Lúc này mới biết mình hiểu lầm Mã Sơn nên vội vàng ngồi xổm xuống giúp Mã Sơn lật người lại. Chỉ thấy một ngọn đèn cắm trên lưng Mã Sơn, tim đèn và nửa phần đầu đèn đã hoàn toàn đâm vào khoang ngực, chỉ còn lại một phần đế đèn ở bên ngoài. Cha Na Lệ vô cùng kinh ngạc, định rút đèn ra. Bỗng cô ta nghe thấy sau lưng có người nói, đừng động vào. Đây là đèn trúc long cửu âm, lửa của đèn vĩnh viễn không tắt. Bây giờ đâm vào trong cơ thể anh ta thì linh hồn của anh ta đã hòa vào đèn lửa, nếu tùy tiện rút ra thì anh ta sẽ chết vì mất hồn đấy. Hả, cha Na Lệ kinh ngạc nhìn người phụ nữ xinh đẹp sau lưng, vậy phải làm sao? Hướng Vãn Tình không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn thân rắn khổng lồ trên không trung, bảo vệ bọn họ ở phía sau. Na già ngơ ngác đứng trong sông Mê Công, nhìn con thiên lang ngã xuống vũng máu rồi lại nhìn chiếc xe trên sườn núi. Thân rắn đột nhiên cong lên như thể đang cúi đầu chào đạt ngõa, chín cái đầu rắn lắc lư cùng phát ra tiếng rít. Sau đó, toàn bộ con rắn từ từ chìm xuống, không lâu sau, nó đã chìm vào dòng sông Mê Công rộng lớn. Sông Mê Công lại trở về sự yên bình như thường lệ, chỉ là sau khi mực nước rút đi đã để lại một bãi sông đỏ như máu. Sư tỷ, Lý Dục Thần nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Hướng Vãn Tình, liếc nhìn Mã Sơn, sư tỷ, đây là huynh đệ của đệ. Mã Sơn, trước đây anh ấy bị người ta móc tim khiến linh hồn bị tổn thương, để thấy ngọn đèn trúc long cửu âm này có vẻ có tác dụng định hồn, hay là dung hợp đèn lửa vào cơ thể anh ấy để ổn định linh hồn cho anh ấy đi. Đèn trúc long cửu âm là thần khí, dung hợp vào cơ thể anh ấy. Hướng Vãn Tình nhẹ nhàng lắc đầu, e là khó lắm. Đèn thần đã đâm vào tim anh ta rồi, âm hỏa đã vào cơ thể, không dung hợp cũng không được. Đỗ Thanh Hồi đi tới kiểm tra vết thương của Mã Sơn. Rút ra, anh ta chắc chắn sẽ chết. Lý Dục Thần kiên định nói, không được, đệ tuyệt đối không thể để anh Mã Sơn chết được. Với công lực của ba người chúng ta, dốc toàn lực thì dung hợp đèn vào cơ thể không khó. Chỉ là đèn trúc long cửu âm là do thân xác của trúc long luyện hóa mà thành, một khi thần khí này đã vào cơ thể thì sẽ dung hợp với thân hồn của anh ta, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì thì không ai biết được. Đỗ Thanh Hồi nói. Thần vật trúc long cửu âm này gặp được nhưng không cưỡng cầu được, nếu lưu lạc giang hồ, e là sẽ gây ra mưa máu tanh tưởi.
bây giờ lại đâm vào tim anh ta, đèn lửa thiêu đốt trái tim. Hướng Vãn Tình thở dài, thôi, đây cũng là duyên phận của anh ta, phúc hay họa, chỉ có anh ta tự gánh chịu thôi. Lý Dục Thần gật đầu, nói, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Anh đỡ Mã Sơn dậy ngồi xếp bằng. Ba người chia làm ba hướng, tạo thành hình chữ phẩm, vây quanh Mã Sơn. Lý Dục Thần dùng một tay kết ấn, một tay vẽ bùa trong hư không. Hướng Vãn Tình và Đỗ Thanh Hồi cũng vậy. Trong hư không xung quanh Mã Sơn, bùa chú màu vàng nhấp nháy, từng tấm bùa ấn nhập vào cơ thể anh ta, đế đèn trên lưng anh ta cũng phát ra ánh sáng vàng. Không lâu sau, ánh sáng vàng trở nên rực rỡ bao phủ toàn bộ cơ thể Mã Sơn. Cha Na Lệ đứng bên cạnh, căng thẳng nắm chặt tay. Ánh sáng vàng từ từ tan đi, nhìn lại đế đèn trên lưng Mã Sơn, nó đã biến mất. Mã Sơn đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, rồi ngất đi. Cha Na Lệ sợ hãi vội vàng chạy tới đỡ Mã Sơn, nhẹ nhàng vỗ vào má anh ta gọi, Mã Sơn. Mã Sơn. Anh ta không sao đâu. Đỗ Thanh Hồi nói, chỉ là thần hồn bị chín ngọn nến âm hỏa bao bọc nên tạm thời hôn mê thôi. Anh ấy lấy ra vài viên thuốc rồi nhét một viên vào miệng Mã Sơn, đưa những viên còn lại cho cha Na Lệ nói, đợi anh ta tỉnh lại thì cho anh ta uống thêm một viên, những viên còn lại thì 7 ngày uống một viên. Cha Na Lệ nhận lấy thuốc, cảm ơn rối rít. Lý Dục Thần cũng thay Mã Sơn cảm ơn sư huynh và sư tỷ, ba người cùng nhau nhìn về phía sông Mê Công. Lúc này, sông Mê Công không có gió không có sóng, mực nước cũng đã trở lại bình thường. Đa Cát đã biến trở lại thành dáng vẻ bình thường của một con chó, chỉ là toàn thân đầy máu, khập khiễng đi dọc theo những viên đá vụn ven sông về phía chiếc xe đẩy trên sườn núi. Đạt Ngõa ngồi trên xe đẩy, vẻ mặt rất bình tĩnh. Đa Cát đi đến bên xe đẩy, cúi đầu xuống dường như đang chờ chủ nhân trách mắng. Đạt Ngõa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, khẽ lẩm bẩm, Đa Cát. Làm tốt lắm, mày rất tuyệt. Đa Cát ngẩng đầu lên, quay lại nhìn sông Mê Công, trong mắt có một tia buồn bã. Lý Dục Thần và hai người kia nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh họ. Hướng Vãn Tình và Đỗ Thanh Hồi cũng đã nghe Lý Dục Thần kể về lai lịch của Đạt Ngõa, vừa kinh ngạc vừa cảm ơn bà ấy, đồng thời cũng cảm thấy buồn vì cái chết của Tang Cát. Các vị không cần cảm ơn tôi, cũng không cần buồn vì Tang Cát. Đạt Ngõa bình tĩnh nói. Chúng tôi đến đây theo sự chỉ dẫn của thần linh, đây chính là số mệnh của Tang Cát. Ngược lại, tôi phải cảm ơn cậu Lý, chính cậu đã cứu Tang Cát mới khiến nó có thể nghe được tiếng nói của thần linh và đến được nơi này. Lý Dục Thần không khỏi cảm thấy xấu hổ. Sự thánh khiết và cao thượng của Đạt Ngõa là điều mà người thường không thể đạt tới. Nếu trên đời có Phật thì Đạt Ngõa chính là Phật. Bà à, tiếp theo bà định đi đâu? Nếu không chê thì có thể đến ở nhà tôi ở thành phố Hòa. Tôi tin chắc mọi người sẽ thích bà. Lý Dục Thần nói. Đạt Ngõa nhẹ nhàng lắc đầu, cảm ơn, tôi xin nhận tấm lòng của cậu. Tôi đến từ đâu thì phải trở về đó. Bệnh của Tang Cát đã khỏi rồi, cũng đã hoàn thành sứ mệnh rồi, tôi cũng nên trở về thôi. Bà ấy nhìn về phía tây, Đa Cát, chúng ta đi thôi. Đa Cát cúi đầu, chui vào vòng dây thừng trước xe đẩy, kéo xe đẩy rồi khập khiễng đi xuống núi theo con đường mòn. Tiếng bánh xe lăn bánh, bọn họ đi theo con đường cũ, dọc theo bờ sông Mê Công, chậm rãi đi về. Đi được vài bước, Đa Cát đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn lại. Ngay phía sau xe kéo, một con rắn hổ mang chúa dài vài mét đang đứng thẳng giữa đường lặng lẽ nhìn họ. Con rắn và con chó nhìn nhau, rất lâu không nhúc nhích. Đạt Ngõa cũng nhìn thấy con rắn, hốc mắt bà ấy ươn ướt, mờ ảo mà trong trẻo như thung lũng sau cơn mưa. Cầu vồng lóe lên trong mắt bà ấy. Đi thôi, Đa Cát. Đa Cát từ từ quay đầu lại rồi khập khiễng đi theo con đường gập ghềnh, hướng về phía xa. Cuối cùng, nước mắt của Đạt Ngõa cũng không rơi xuống. Ngược lại, con rắn hổ mang chúa kia lại rơi hai giọt nước mắt trong veo trên tảng đá ven bờ sông Mê Công. Nó nhìn theo người thân rời đi, cho đến khi bóng xe chìm vào đám cỏ dài trên con đường cổ ven sông, biến mất ở tận chân trời. Nó mới tuột xuống nước. Nước mắt trên tảng đá nhanh chóng bị ánh nắng mặt trời làm khô, để lại hai vết không thể xóa nhòa. Lý Dục Thần đưa Mã Sơn và cha Na Lệ trở về Thanh Lai. Cơ thể của Mã Sơn cần được tĩnh dưỡng hai ngày. Ngọn lửa trúc long cửu âm dung nhập vào cơ thể, không phải người phàm nào cũng có thể chịu được, ngay cả khi Đỗ Thanh Hồi ban tặng thánh dược thì cũng phải cẩn thận.
Cha Na Lệ chăm sóc Mã Sơn. Ma San. Mã Sơn. Vô cùng chu đáo, điều này khiến Lý Dục Thần rất yên tâm. Thanh Lai có đệ tử của Huyền Hàng Môn nên đã sắp xếp cho họ một nơi ở yên tĩnh và thoải mái. Lý Dục Thần trở lại bờ sông Mê Công, canh giữ ở đây với Hướng Vãn Tình và Đỗ Thanh Hồi 3 ngày. Di tích của ngôi đền Phật cổ đã hoàn toàn biến mất, tượng Phật bị Lý Dục Thần chém nát, còn đèn trúc long cửu âm lại dung nhập vào cơ thể Mã Sơn, giống như thiên Phật câu vậy, trận pháp không thể khôi phục được nữa. Tăng Cát Hy sinh thân mình, dùng cái chết của mình để dung hợp hồn phách và thiện niệm vào cơ thể Na Già. Nhưng không ai dám chắc rằng Na Già sẽ không xuất hiện trở lại. Vào ngày thứ 3, một con thanh điểu bay trên sông Mê Công. Lý Dục Thần mừng rỡ, thanh điểu đã trở lại rồi. Chắc là có tin tức từ Thiên Đô. Anh vẫy tay, thanh điểu đậu trên lòng bàn tay anh. Nhưng anh không nhận được bất kỳ thần niệm nào trong thức hải. Lạ thật, sao lại không có tin tức gì vậy? Lý Dục Thần ngạc nhiên nói. Hướng Vãn Tình nói, chuyện tà thần Na Già lớn như vậy mà đại sư huynh không quan tâm sao? Quá đáng quá vậy. Lý Dục Thần biết thần tượng của Hướng Vãn Tình là nhị sư huynh nên cô ấy luôn phàn nàn nghiêm khắc về đại sư huynh khá nhiều. Đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ hư không truyền đến. Ai nói huynh không quan tâm? Chỉ thấy trên bầu trời sông Mê Công, gió nhẹ thoang thoảng, mây ngũ sắc bồng bềnh, kim quang lóe lên, có hạc bay đến. Giữa kim quang và mây ngũ sắc có một người bước ra, người đó mặc áo xanh, mắt sáng mày rậm, mặt như ngọc, nếu không có 3 lọn râu dưới cằm thì còn tưởng là một chàng trai trẻ tuấn tú. Anh ta khoanh tay lại bước trên hư không, uy áp người người. Đại sư huynh. 3 người đồng thời kinh ngạc, đặc biệt là Hướng Vãn Tình, vừa rồi còn nói xấu đại sư huynh, giờ cô ấy lại vội cúi đầu, cung kính đứng thẳng. Lý Dục Thần là người nhỏ tuổi nhất nên lại càng cung kính hơn. Sau khi lên Thiên Đô, mặc dù anh bái Vân Dương Tử làm sư phụ nhưng hành tung sư phụ bất định, thần long thấy đầu không thấy đuôi, không phải ở trong Vạn Tiên Trận thì cũng là du ngoạn thiên hạ, chỉ thỉnh thoảng mới đến giảng đạo hoặc kiểm tra đệ tử thôi. Thật ra những đệ tử nhỏ như Lý Dục Thần đều do đại sư huynh Lưu Sùng Tuấn truyền thụ thay sư phụ, người ta hay nói trưởng huynh như cha nên đối với anh mà nói đại sư huynh cũng giống như sư phụ vậy. Đại sư huynh, sao huynh lại đích thân đến đây? Đỗ Thanh Hồi nói. Na Già là yêu thần thời cổ đại, huynh không đích thân đến, chỉ bằng mấy người bọn đệ thì làm sao có thể là đối thủ của nó chứ? Lưu Sùng Tuấn nói. Không phải đã giải quyết xong rồi sao? Hướng Vãn Tình lẩm bẩm. Mặt Lưu Sùng Tuấn lạnh lùng, nói, là các đệ giải quyết xong sao? Thì cũng không phải. Hướng Vãn Tình không dám giấu giếm nên bèn kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Lưu Sùng Tuấn nghe xong thì nhìn Lý Dục Thần, hơi gật đầu nói, không tệ, đây là mối lương duyên mà Dục Thần kết được. Đột nhiên sắc mặt anh ta thay đổi, ánh mắt như điện, sau đó nắm lấy mạch môn của Lý Dục Thần. Trước mặt đại sư huynh, Lý Dục Thần không có sức phản kháng, mà cũng không dám phản kháng. Đệ xuống núi chưa đầy 1 năm đã vượt qua 2 lần lôi kiếp. Hướng Vãn Tình nói, đúng vậy, sư đệ tiến bộ rất nhanh, sư phụ còn nói đệ ấy là người đầu tiên trong 500 năm nữa. Lưu Sùng Tuấn lại cau mày, chuyện tu hành muôn vàn khó khăn hiểm trở, không có đường tắt nào cả. Căn cơ của đệ không đủ mà 1 năm vượt qua 2 kiếp, tiến bộ quá nhanh nhưng chưa chắc đã là chuyện tốt đối với đệ. Hướng Vãn Tình nói, 1 năm 2 kiếp cũng không đến nỗi quá khoa trương chứ, nhị sư huynh còn liên tiếp vượt qua 4 kiếp nữa kìa. Sắc mặt Lưu Sùng Tuấn tối sầm, quát lớn, muội thì biết cái gì. Trước khi nhị sư huynh của bọn đệ vượt kiếp đã mất 100 năm để bồi đắp trúc cơ, cố tình đè nén lôi kiếp mới có thể tạo nên kỳ tích liên tiếp vượt qua 4 kiếp sau này. Mặc dù vậy, đệ ấy vẫn để lại di chứng, đi chệch hướng còn đường sau này đấy. Hướng Vãn Tình thấy Lưu Sùng Tuấn có chút tức giận, cũng không dám cãi lại mà nháy mắt với Lý Dục Thần, không nói gì nữa. Lưu Sùng Tuấn lại nhìn Lý Dục Thần, nói, đệ vào Thiên Đô 13 năm, xuống núi luyện 1 năm mà đã qua 2 lần thiên kiếp rồi, quả thực xứng đáng với danh hiệu người đầu tiên trong 500 năm. Nhưng đệ không được vì thế mà kiêu ngạo, quên đi cái tâm ban đầu khi tu hành. Rèn luyện trong hồng trần là để đệ đoạn tuyệt với duyên trần, tẩy sạch tâm ma nhưng huynh thấy tâm ma của đệ vẫn chưa tiêu tan, mà còn có dấu hiệu ngày càng nặng thêm. Theo huynh thấy, đệ nên theo huynh về núi đi. Đỗ Thanh Hồi cũng nói, đúng vậy,
sau khi vào tiên thiên có rất nhiều tâm pháp phải học lại. Đệ đã hai lần thiên kiếp rồi, giống như huynh vậy. Qua ba lần thiên kiếp, tạm thời không chỉ có uy lực của lôi điện mà không gian cũng bị vỡ nát và mai một. Đệ vẫn nên về thiên đô đi, có sư phụ và đại sư huynh chỉ dạy, chúng ta ở bên nhau cũng tiện trao đổi cách vượt kiếp hơn. Lý Dục Thần cau mày, cúi người hành lễ với Lưu Sùng Tuấn rồi nói, đại sư huynh, không phải đệ không muốn về thiên đô, chỉ là sư phụ bảo đệ xuống núi đoạn tuyệt với Duyên Trần, giờ Duyên Trần chưa dứt, nếu bỏ mọi thứ mà đi, chỉ sợ tâm ma càng dâng cao hơn. Đợi đệ giải quyết xong chuyện ở đây, không còn vướng bận gì nữa, rồi sẽ về thiên đô, hầu hạ sư tôn và đại sư huynh. Lưu Sùng Tuấn nhìn anh, ánh mắt nghiêm nghị. Lý Dục Thần chỉ cảm thấy một luồng uy áp vô tận bao trùm lấy mình, còn ánh mắt của đại sư huynh như ngọn đèn soi thẳng vào lòng người, khiến anh không thể che giấu được nội tâm. Lưu Sùng Tuấn thở dài, nói, thôi được, tâm ma của đệ sinh ra từ Hồng Trần, vậy thì hãy để nó tiêu tan trong Hồng Trần. Nhưng đệ phải nhớ, đệ là đệ tử thiên đô, dưới tiên môn và không được quên mất thân phận của mình, không được vứt bỏ thiên tâm chính niệm. Nếu gặp khó khăn, hãy quay về bất cứ lúc nào, sư phụ và các sư huynh sư tỷ sẽ không bỏ mặc đệ. Lý Dục Thần cảm thấy ấm áp trong lòng, mặc dù đại sư huynh thường nghiêm khắc nhưng trong lòng vẫn rất thương mình. Cảm ơn đại sư huynh quan tâm. Đại sư huynh, vậy chúng ta thì sao? Hướng Vãn Tình đảo mắt, Dục Thần ở bên ngoài một mình cũng không có ai chăm sóc, hay là muội ở lại đi. Lưu Sùng Tuấn làm mặt lạnh, con bé này, huynh còn không biết tâm tư của muội sao? Muốn đi chơi thì cứ nói, đừng mượn cớ Dục Thần. Hướng Vãn Tình lè lưỡi, cúi đầu không nói gì, chỉ là rất không vui. Lưu Sùng Tuấn nói, hiện tại năng lượng không gian bên ngoài rất bất thường, e là thế giới này cũng sẽ không yên bình. Tà thần Na Già xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên. Thiên hạ đã có nhiều bí cảnh mở ra, ngoài Thái Dương Thánh Giáo và Ma Giáo ra, có rất nhiều thế lực cổ xưa ẩn náu có thể sẽ phục hồi. Sư phụ vào Vạn Tiên Trận, nhị sư huynh của các đệ lại đến biển Trầm Quang, đến nay vẫn bặt vô âm tín, huynh ở thiên đô cũng không thể rời đi được. Các đệ đã xuống núi rồi, đi lại ngoài thế gian một thời gian cũng tốt, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hả, thật sao? Hướng Vãn Tình không dám tin đại sư huynh luôn nghiêm khắc lại đồng ý, hơn nữa nghe ý này thì cô ấy và Đỗ Thanh Hồi đều không cần về thiên đô. Tất nhiên là thật, Lưu Sùng Tuấn cười nói. Hướng Vãn Tình vui mừng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, đại sư huynh, huynh tốt quá. Đỗ Thanh Hồi cũng lộ vẻ vui mừng, cúi người nói, tuân lệnh đại sư huynh. Lưu Sùng Tuấn lại nhìn về phía sông Mê Công, nơi này không còn yêu khí nữa, các đệ cẩn thận mọi việc nhé, huynh đi trước. Nói xong, anh ta bước về phía trước một bước, rồi biến mất trong hư không. Hướng Vãn Tình liền bàn bạc với Đỗ Thanh Hồi về việc nên đi đâu trước. Lý Dục Thần đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói, sư huynh, sư tỷ, mọi người có nhớ trên thiên đô từng có một vị sư huynh tên Lục Kính Sơn không? Bát sư huynh, Đỗ Thanh Hồi và Hướng Vãn Tình đều kinh ngạc. Hướng Vãn Tình nói, lúc bát sư huynh rời khỏi núi, tỷ mới lên thiên đô, tỷ còn không nhớ rõ bát sư huynh nữa, sư đệ, sao đệ lại biết? Lý Dục Thần nói, sư huynh Lục đang ở đảo Cửu Long, hiện tại là đại đảo chủ của đảo Cửu Long. Nói rồi, anh kể lại chuyện gặp Lục Kính Sơn ở đảo Cửu Long. Đỗ Thanh Hồi cười lớn, năm đó huynh lên núi, bát sư huynh đối xử với huynh tốt nhất, chúng ta đều tưởng anh ta đã chết trong loạn chiến rồi, không ngờ vẫn còn sống. Ha ha ha, huynh sẽ đến đảo Cửu Long tìm anh ta ngay, chắc chắn phải uống say với anh ta mới được. Nói xong, anh ấy bay lên, một luồng sáng bay về phía đông bắc. Sư huynh thập tam, đợi muội với. Hướng Vãn Tình cũng điều khiển kiếm thất tinh đuổi theo. Chỉ còn lại Lý Dục Thần đứng đó, không ngờ sư huynh sư tỷ lại nóng vội như vậy. Anh đến bên bờ sông Mê Công, nhìn dòng nước cuồn cuộn, nhớ lại chuyện đã qua, không khỏi cảm khái, thở dài, thời gian trôi như dòng nước vậy. Ngay lúc này, một con rắn hổ mang chúa từ trong nước chui ra, đứng thẳng trước mặt Lý Dục Thần, miệng thốt ra tiếng người, cậu Lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.